thông báo thu phụ phí thời tiết nắng nóng gay gắt áp dụng cho bốn loại dịch vụ xe hai bánh như chở khách, giao thức ăn, giao hàng và đi chợ hộ của Grab vấp nhiều tranh cãi, phản ứng quyết liệt của tài xế và khách hàng. Grab biện minh cho việc thu phí này là để hỗ trợ tài xế. Thông báo của Grab đưa ra không thể hiện được thời tiết bao nhiêu độ C là nắng nóng, thậm chí như thế nào là nắng gay gắt để thu phụ phí này. Nhiều tài xế cũng bày tỏ tâm tư, hãng tăng phụ phí để hỗ trợ nhưng thực tế chẳng hưởng được bao nhiêu trong các loại phí mà ứng dụng đưa ra. Số tiền phụ phí này tài xế không nhận hoàn toàn, bởi trong thông báo của Grab đưa ra, tiền phụ phí tăng thêm sẽ được cộng dồn vào giá cước, mỗi chuyến xe sẽ được tăng thêm 5.000 đồng một chuyến, hãng phân chia lại theo tỷ lệ chiết khấu. Trả lời tuổi trẻ, đại diện Grab Việt Nam xác nhận mức phụ phí thời tiết nắng nóng gay gắt được cộng trực tiếp vào giá cước. Phụ phí sẽ được đóng mở theo diễn biến của thời tiết và chỉ được áp dụng khi thời tiết trở nên nắng nóng gay gắt, không kéo dài suốt ngày nhiều tài xế đề nghị nếu grab thực sự hỗ trợ tài xế bằng việc tăng loại phí này thì phải tách ra riêng để tài xế được hưởng trọn vẹn chứ không gộp chung vào như vậy